lựa chọn trường học nào phù hợp, học ngành gì để ra trường tìm được công việc thuận lợi. Đó luôn là nỗi trăn trở của sinh viên trước ngưỡng cửa đại học. Với các cơ sở đào tạo, việc đảm bảo đầu ra cho sinh viên cũng đồng nghĩa với khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo. Chính vì vậy, xu hướng liên kết hợp tác với doanh nghiệp hiện đang ngày càng phổ biến. Mục thông tin giáo dục tuần này là câu chuyện liên kết đào tạo tại trường Đại học Nông Lâm Huế, nơi có hơn 90% sinh viên có việc làm đúng chuyên môn ngay sau khi ra trường. Với việc triển khai hợp tác giữa khoa chăn nuôi thú y và các doanh nghiệp đang được đẩy mạnh trong những năm gần đây, đối với những sinh viên này, việc tìm kiếm công việc ổn định sau khi ra trường đã không còn quá khó khăn. Sau 5 năm học tại trường, sinh viên sẽ đến làm việc tại doanh nghiệp đã tham gia ký kết. Đó là điều kiện thuận lợi đảm bảo đầu ra cho sinh viên khoa chăn nuôi thú y, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Khoa đã tạo điều kiện rất tốt cho bọn em thực tập, thao tác nghề, cho nên bọn em rất tự tin là sau này khi ra trường sẽ có tay nghề cao để phục vụ cho công tác chăn nuôi thú y sau này ạ. Đầu ra ổn định là một phần, nói chung cũng giúp cho phát triển cho cái động lực học của em. Em rất tự tin khi học vào ngành mình sẽ có đầu ra và một công việc ổn định cho tương lai. Với chương trình liên kết đào tạo với doanh nghiệp, ngoài việc học theo chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục, khoa chăn nuôi thú y và doanh nghiệp sẽ đưa thêm vào những nội dung cụ thể hơn, bám sát thực tiễn để đáp ứng đầu ra phù hợp với nhu cầu của nhà tuyển dụng. Bên cạnh việc học lý thuyết, sinh viên sẽ tăng cường thực hành ở các mô hình trang trại của trường hoặc đi thực tế tại các cơ sở của doanh nghiệp để có điều kiện ứng dụng những kiến thức vào thực tiễn một cách tốt hơn. Trong cái mình đang ngồi trên ghế giảng đường thì việc em tham gia vào chương trình ký kết đào tạo giữa Đại học Nông Lâm Huế và công ty Greenfit đã tạo ra em cho em rất là nhiều cơ hội. Em có thể vừa học nắm kỹ lý thuyết và vừa tham gia thực hành thực tập tại trường cũng như là tại trại ở đây. Ngoài ra thì vào các dịp hè thì em có thể đến công ty Greenfit để tham gia thực hành thực tập, từ đó củng cố cho bọn em những cái kỹ năng về chuyên môn. Khi mà tiếp xúc ở trại thì mình sẽ học tập được nhiều kinh nghiệm từ các thầy cô ở trong trại cũng như các anh chị chia sẻ các kinh nghiệm, và khi mà được gần gũi với các con vật hơn thì em nghĩ kết quả học tập nó sẽ cao hơn, đưa mình có những kinh nghiệm để sau này mình có thể ra trường làm việc tốt hơn. Cái thực hành thực tập là một cái môn học rất là quan trọng đối với sinh viên chuyên ngành chăn nuôi thú y. Thì thông qua cả cái hoạt động thực hành thực tập thì làm như thế nào đó để cho sinh viên sau khi ra trường họ có một cái tay nghề rất là vững vàng và thực hiện tốt cả cái thao tác trong cái việc chăm sóc và nuôi dưỡng cả cái đối tượng vật nuôi. Khoa chăn nuôi thú y trường Đại học Nông Lâm Huế có gần 2.000 sinh viên, trong đó có hơn 90% sinh viên có việc làm đúng ngành học sau khi ra trường. Thường xuyên cập nhật chương trình đào tạo theo hướng đạt chuẩn đầu ra và đáp ứng chuẩn đầu vào của các nhà tuyển dụng. Thay đổi trong vận hành cả học phần đào tạo kỹ năng như thao tác nghề, kỹ năng thực hành gắn với doanh nghiệp, trang trại. Đó là chương trình học được khoa chăn nuôi thú y trường Đại học Nông Lâm đưa vào áp dụng trong những năm trở lại đây. Chúng tôi có thảo luận với cái doanh nghiệp những cái nhu cầu của họ, hay được nói cách khác là chuẩn đầu vào của doanh nghiệp là cái gì, và từ đó thì bàn với doanh nghiệp cùng nhau ngồi lại với nhau để rà soát xem là những cái nội dung chương trình đào tạo chuẩn đầu ra của khoa hiện nay, những cái gì đang thiếu, những cái gì cần bù đắp, những cái gì cần phải được bổ sung thêm. Và từ đó thì chúng tôi để xây dựng trên cái nền tảng chương trình cũ và bổ sung thêm, xây dựng thêm những cái nội dung hoạt động mới để đào tạo cho sinh viên có được cái chất lượng, có được cái chuẩn đầu ra đáp ứng với nhà tuyển dụng lao động. Việc sinh viên vừa mới ra trường không được trang bị các kỹ năng mềm, khá yếu trong việc áp dụng lý thuyết vào thực tiễn là những nguyên nhân chính khiến tình trạng thất nghiệp luôn ở mức cao. Vì thế, mỗi trường cần có chương trình đào tạo phù hợp với ngành học, chú trọng bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng thực tiễn cho sinh viên, đồng thời chủ động liên kết với các đơn vị tuyển dụng để tìm kiếm việc làm sau khi ra trường cho sinh viên, hạn chế việc tuyển sinh một cách ồ ạt. Thay vào đó là chú trọng vào nâng cao chất lượng đào tạo để đảm bảo đầu ra ổn định cho sinh viên theo học tại trường.